6 điều kiêng kỵ trên bàn thờ phải tuyệt đối tránh, kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi. Xin được mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tử vi tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bát hương là một trong những đồ thờ cúng quan trọng trên bàn thờ và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ trong đời sống hàng ngày mà còn cả trong phong thủy. Theo quan niệm của thế giới tâm linh, việc đặt bát hương không thể tùy tiện theo sở thích hoặc cảm tính, bởi bát hương là nơi kết nối tâm linh giữa dương gian và âm thế, là nơi cầu nguyện thần Phật tổ tiên hay tưởng nhớ những người đã khuất. Khi lựa chọn đặt bát hương, chúng ta cần phải có sự tư vấn kỹ càng từ các bậc thầy phong thủy nhà ở, bởi nếu đặt bát hương đúng cách, gia đình sẽ được hưởng vận may, phát tài phát lộc, còn nếu làm ngược lại, sẽ không lường trước được những điều nguy hiểm có thể xảy ra. Vậy các gia chủ nên đặt bát hương như thế nào để không gây ra tai họa? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay. Trước khi nghe Phong Thủy Gia Cát chia sẻ về những thông tin mà quý vị đang tò mò thắc mắc, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh, để có thể biết thêm những thông tin hữu ích hơn nữa trong tương lai. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của bát hương. Bát hương không chỉ mang tính hiện vật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa người phương Đông, đặc biệt là người Việt Nam. Ngoài việc là vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình, bát hương còn được xem là biểu tượng của sự thanh tịnh và tao nhã của thiền. Bởi vậy, bát hương hay còn được gọi là lư hương vẫn được bày trí tại các không gian thiền thất để mang đến sự thanh tịnh. Bát hương được sử dụng để thắp hương trên bàn thờ gia tiên, cũng vì thế mà người ta thường ví đây chính là linh hồn của ngôi nhà và là nơi lưu giữ giá trị tâm linh sâu sắc. Khi con cháu dâng hương đến tổ tiên sẽ cắm hương vào bát, lúc này chính là lúc mà gia chủ và các thành viên trong gia đình tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến đấng sinh thành, các bậc tiền tổ. Khi dâng lên một nén hương, chính là lúc con người ta trong sáng và thành tâm nhất, không chỉ thể hiện được sự thành kính, mà đây còn là hy vọng về những điều tốt lành và hạnh phúc. Trong phong thủy, bát hương chính là nơi dừng chân của tổ tiên, nhờ đó mà họ sẽ phù hộ và dẫn lối cho gia chủ. Do đó, việc lựa chọn số bát hương phù hợp và cách bố trí hợp phong thủy là điều mà bất cứ gia chủ nào cũng nên biết, để đem đến nhiều điều may mắn từ văn hóa thờ cúng của mình. Có thể nói rằng, bát hương là nơi giao thoa giữa người đã khuất và cõi trần, cho nên rất linh thiêng. Theo đó, việc thờ cúng và lựa chọn bát hương nên xuất phát từ trong tâm của gia chủ là tốt nhất. Thứ nhất, không đặt bát hương ở nơi trông tranh. Bên cạnh việc tuyệt đối không nên để bát hương bị xê lệch, bạn cũng không nên để bát hương bị vênh. Điều này đã phạm vào điều tối kỵ, gây bất kính với thần linh và tổ tiên. Theo phong thủy, bề trên sẽ cảm thấy không được tôn trọng, sẽ giáng tội xuống cho gia chủ. Chính vì vậy, bạn phải luôn giữ cho bát hương đứng ngay ngắn. Thứ hai, không dùng bát hương bằng đá. Thông thường, các bát hương sẽ được làm từ sứ là chính vì chúng đem đến sự thẩm mỹ và trang nhã. Tuy nhiên, cũng có nhiều gia đình lại lựa chọn bát hương bằng đá vì có sự chắc chắn, đem đến không gian sang trọng. Trên thực tế, có rất ít người biết được rằng điều này đã phạm vào một trong những điều tối kỵ. Thường thì người ta chỉ dùng bát hương bằng đá tại các ngôi chùa miếu mà thôi. Khi sử dụng trên bàn thờ gia đình, dễ khiến cho tài lộc trong gia đình bị tiêu tan. Thứ ba, không dùng cát ở trong bát hương. Trong khi thờ cúng, nhiều người vì sự tiện lợi mà dùng cát đưa vào trong bát hương để cắm nhang. Mặc dù đây là cát sạch, nhưng cũng không nên sử dụng. Trong phong thủy cho rằng, cát chính là bụi bẩn và khi đặt trên bàn thờ sẽ làm mất đi sự linh thiêng và trang trọng. Cách tốt nhất, bạn nên lấy cho bếp, được lấy từ rơm bỏ vào trong bát nhang. Điều này đem đến nhiều tài lộc và may mắn dành cho gia chủ. Các thành viên trong gia đình sẽ tránh được các tai ương xui rủi không đáng có. Thứ tư, không xê dịch bát hương. Bát hương khi đặt trên bàn thờ không nên xê dịch mà chỉ nên ở nguyên một vị trí. Chỉ đến cuối năm khi dọn bàn thờ để chào đón năm mới thì gia chủ mới nên bỏ bớt chân hương. Còn đối với những ngày bình thường thì tuyệt đối không được xê dịch dẫn đến tai họa. Chân hương sau khi dọn xong cần phải mang ra sông hồ đốt sạch. Gia chủ chỉ nên giữ lại số chân hương lẻ để cầu mong cho một năm mới tốt lành và hạnh phúc quanh năm. Thứ năm, bàn thờ và bát hương phải luôn sạch sẽ. Nơi thờ cúng gia tiên cần được lau dọn sạch sẽ thường xuyên và gia chủ nên thắp nhang mỗi ngày để tạo nên sự ấm cúng linh thiêng. Không nên đặt bàn thờ quá cao hoặc quá thấp.
Bởi vì nếu đặt bàn thờ quá cao sẽ gây ra khó khăn trong việc thờ cúng, còn nếu đặt bàn thờ quá thấp thì sẽ làm cho không gian thờ cúng thiếu đi sự tôn nghiêm, trang trọng. Gia chủ cần phải làm sạch sẽ bàn thờ trước tiên và lau dọn bàn thờ một cách chu đáo, cẩn thận. Nên sử dụng khăn sạch và chổi sạch, nước sạch để lau dọn bàn thờ nhằm thể hiện lòng kính hiếu và thành tâm với gia tiên. Thứ 6. Đặt bao nhiêu bát hương trên bàn thờ là chuẩn nhất? Trước đây, việc bài trí bát hương trên bàn thờ chỉ đơn thuần mang giá trị tinh thần về truyền thống văn hóa của nước ta, về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhưng đến ngày nay, theo các nhà phong thủy, thì đặt bát hương trên bàn thờ đúng chuẩn sẽ đem đến nhiều điều may mắn và tốt lành cho gia chủ trong cuộc sống. Vậy bàn thờ gia tiên có mấy bát hương là đúng nhất? Tùy theo bàn thờ của mỗi gia đình, mỗi vùng miền, thì việc đặt bát hương trên bàn thờ là khác nhau. Nếu miền Bắc sẽ sắp xếp 3 bát hương trên bàn thờ, thì miền Nam lại sắp xếp từ 3 đến 5 bát hương. Theo phong thủy, mỗi bàn thờ gia tiên tốt nhất là nên có 3 bát hương. Tín ngưỡng của ông bà ta để lại thì thông thường gia chủ nên bày bát hương theo con số lẻ và con số được chọn nhiều nhất vẫn là con số 3. 3 bát hương được bày tại các vị trí khác nhau và thể hiện được ý nghĩa tâm linh khác nhau. Các bát hương này dùng để thờ thần linh tổ tiên và thờ cô tổ ông Mãnh. Thực tế, có nhiều gia đình cho rằng việc thờ nhiều bát nhang sẽ thể hiện được lòng thành kính của mình. Tuy nhiên điều này chỉ khiến bàn thờ gia tiên trở nên chật chội hơn và nếu không bài trí đúng sẽ phạm phải các lỗi cấm kỵ trong phong thủy. Điều này đã vô tình làm giảm đi sự may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia phong thủy lại khuyến khích việc thờ 3 bát hương trên bàn thờ gia tiên. Vậy, ý nghĩa của 3 bát hương trên bàn thờ là gì? 3 bát hương này có vị trí và ý nghĩa tâm linh khác nhau. Bên cạnh việc 3 bát hương mang đến sự may mắn và tài lộc thì 3 bát hương lại là nơi thờ cúng đầy đủ nhất. Trong quan niệm xa xưa, ông ta chia việc thờ cúng thành 3 cấp bậc khác nhau, đó là bát hương thứ nhất là Phật. Phật chính là đại diện cho sự bình an và yên ổn trong cuộc sống. Phật giúp con người ta hướng thiện, hóa giải mọi điều xấu xa trong cuộc sống và hướng cho gia chủ những điều thanh thản nhất trong tâm hồn. Bát hương thứ hai là thần. Mỗi gia đình đều có thần linh cai quản bảo vệ và đem đến những điều tốt đẹp. Các vị thần này sẽ bao gồm thổ công, thổ địa, long mạch, tiền chủ, hậu chủ, thần tài. Bát hương thứ ba là gia tiên. Gia tiên tiền tổ chính là thế hệ đi trước trong gia tộc và dòng họ. Tập tục thờ cúng gia tiên là truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Điều này không chỉ thể hiện được sự kính trọng của con cháu mà còn bày tỏ được tâm nguyện của gia chủ. Hiện nay có rất nhiều gia đình thờ một bát hương trên bàn thờ chính, tuy nhiên đây là điều không nên vì các vị thần và tổ tiên không thể ngự cùng một bát hương. Điều này như là một sự bất kính với bề trên và phạm phải các điều cấm kỵ, do đó bạn cần phải hết sức lưu ý. Quý vị thân mến, bên cạnh những vấn đề kiêng kỵ trong việc đặt bát hương thì bạn cũng cần phải lưu ý trong việc kê bàn thờ. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ những điều kiêng kỵ cần phải tránh khi mà kê bàn thờ kẻo tán gia bại sản, tiền bạc đội nón ra đi, bệnh tật triền miên kéo đến. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. 1. Bàn thờ cách xa nhà tắm và nhà vệ sinh. Bàn thờ gia tiên là nơi cao quý và linh thiêng trong nhà, nhưng có nhiều trường hợp không để ý và chọn không gian hẹp để kê bàn thờ gần nhà tắm hoặc nhà vệ sinh. Tuy nhiên, gia chủ nên lưu ý tuyệt đối không được kê bàn thờ gần nhà vệ sinh, phòng tắm hay khu vực ô nhiễm như cống thải, nơi rửa chén, nhà bếp. Vì những vị trí như vậy sẽ làm ô uế không gian thờ cúng. Nếu nhà của bạn có không gian nhỏ hẹp thì có thể chọn vị trí đặt bàn thờ ở nơi cao nhất trong nhà. Nên đặt bàn thờ gia tiên tránh xa những nơi không sạch sẽ. 2. Không kê bàn thờ hướng ra cửa chính. Để mang lại may mắn cho gia đình thì tốt nhất bạn không nên đặt bàn thờ xung với cửa hoặc đường cái. Tất cả các loại cửa đều không được, từ cửa chính cho đến cửa phòng làm việc, đặc biệt là cửa nhà tắm và cửa phòng bếp, vì hai khu vực này được quan niệm là nơi không sạch sẽ nhất trong nhà. Nếu đặt bàn thờ xung với cửa thì gia đình sẽ hay gặp phải vận đen, dễ bị tiểu nhân hãm hại. 3. Bàn thờ phải cùng hướng với ngôi nhà. Trong phong thủy thì vị trí đặt bàn thờ hoặc bàn thờ quyết định từ 70 đến 80% ý nghĩa phong thủy. Hướng đặt bàn thờ phải là hướng tốt nhất trong nhà và đặc biệt không được ngược với hướng nhà. Khi hướng bàn thờ và hướng nhà đặt ngược nhau thì gia đình đó sẽ hay bất hòa, lục đục, thậm chí là nặng đến mức sẽ không có con cái nối dõi. 4. Không được đặt đồ điện bên phải bàn thờ.
Quan niệm phong thủy của người xưa để lại thì không nên đặt đồ điện ở bên phải bàn thờ. Nếu phạm phải cũng giống như bạn phạm vào sát khí của bạch hổ, dễ gặp chuyện không may mắn. Cách hóa giải nếu bên phải bàn thờ chót có đồ điện, đặt một đôi từ hưu hoặc là long quy cùng bên. 5. Không được để đồ phía dưới bàn thờ. Nếu phía dưới bàn thờ lộn xộn, chứa nhiều đồ, thì gia đình đó sẽ dễ bị sa sút tinh thần hoặc hao hụt tài sản. Thứ đồ duy nhất có thể để bên dưới bàn thờ chắc chỉ có mình chiếc la bàn, ngoài ra những thứ khác đều không hợp phong thủy. 6. Không được đặt bài vị sát tường. Từ góc nhìn phong thủy thì khi đặt bài vị tổ tiên, chúng ta không nên để sát tường. Điều này hoàn toàn không hề có ý nghĩa may mắn như khi để bài vị của thần Phật sát tường. Nếu đặt như vậy thì sẽ khiến cho tiền đồ, thậm chí là cả vận mệnh của con cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình nào mà đặt bài vị gia tiên sát tường thì con cháu sẽ không phát triển được sự nghiệp, gặp nhiều cản trở trong cuộc sống. 7. Nên tránh vị trí cửa sổ và lối đi lại. Khi đặt bàn thờ gia tiên, chủ nhà nên tránh cái bàn thờ ở dưới cửa sổ, bởi vì theo quan niệm phong thủy thì điều này sẽ làm thoát khí và khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Trong trường hợp diện tích ngôi nhà quá khiêm tốn thì cần phải đặt bàn thờ nhìn thẳng với lối cửa ra vào, hoặc đặt bàn thờ tại vị trí có nhiều người quan sát, nhìn thấy và nên cần có rèm che phía trước và hai bên. Bàn thờ là nơi linh thiêng và cần sự yên tĩnh, vậy nên không đặt bàn thờ ở lối đi lại ồn ào để tránh hao tài, tán lộc và những điều không may. Ngoài ra cũng không nên đặt phòng thờ gia tiên ở ngay cạnh hoặc là dưới phòng trẻ em, nơi mà các bé hay vui chơi giải trí trong nhà, vì như vậy sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng trang nghiêm trong không gian thờ cúng. 8. Không được đặt bàn thờ phía dưới xà ngang. Nếu bàn thờ của gia đình bị đặt dưới xà ngang thì nó sẽ sinh ra sát khí, áp lực, khiến cho tất cả các thành viên trong gia đình bị đau đầu. Nghiêm trọng hơn thì sẽ dẫn đến suy nhược thần kinh, thậm chí vận thế trong gia đình cũng sẽ bị lung lay, không vững chắc. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.